Chuối là món ăn khoái khẩu của Trang và không biết các bạn như thế nào, còn đối với Trang thì là một ngày thì Trang có thể ăn đến 5-6 quả chuối các bạn ạ. Đó, như cái loại chuối này của Trang thì nó còn chưa cả chín. Rất là ngon. Ngoài cái món khoái khẩu là ăn ra thì chuối còn là một cái mặt nạ cực kỳ là hiệu quả các chị em nhé. Bởi vì trong chuối thì nó có chứa rất là nhiều vitamin C chống oxy hóa, vitamin B6 và lượng nước dồi dào giúp cấp ẩm cho làn da chúng ta căng bóng, đàn hồi. Lượng kali dồi dào trong quả chuối nó sẽ giúp cho làn da chúng ta giảm bọng mắt này. Và chúng ta chỉ cần chăm chỉ đắp mặt nạ chuối 3 lần một tuần thì sẽ có một cái làn da đẹp các bạn nhé. Nếu mà bạn muốn có một cái làn da đẹp đón Tết vừa tiện lợi mà lại cho kết quả ngay từ lần đắp đầu tiên thì hãy trải nghiệm mặt nạ tế bào ung thư này nhá. Nó rất là đơn giản và hiệu quả ngay tức thì các bạn nhé.